Dường như anh đi ngang cửa, gió mùa đông bấc xe lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng như cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành ru lòng mình vậy, vừa như mùa đông đã về. Vâng, xin chào và xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hảo Audio. Với cái không khí ngoài miền Bắc thì cũng đã bắt đầu là trở lạnh rồi đúng không ạ? Với cái thời tiết như thế này mà chúng ta ngồi ở trong cái phòng mà nghe những cái bài nhạc về mùa đông này đúng không ạ? Hay là những cái bài nhạc về biển này thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là hay, rất là ý nghĩa, rất là thấm. Đấy, thì trong cái thị trường audio thì cũng có rất nhiều các bác là yêu thích cái sự vintage đúng không ạ? Cái sự cổ điển của những cái sản phẩm của những cái năm thập niên 70, 80 hoặc là 90 đúng không ạ? Nhưng mà cũng có những cái rào cản như là các bác cũng sẽ thấy là các cái con máy thì đã trải qua được đến 3-40 năm rồi đúng không ạ? Vì vậy mà các cái linh kiện cũng đã trở nên già lua này, và khi mà chúng ta sử dụng thì cũng rất dễ đến cái trường hợp là bị hỏng hóc đúng không ạ? Ngoài ra còn chưa kể đến là nó không đảm bảo về chất âm đúng không ạ? Thì riêng với lại cái hãng Lacman thì họ cũng có những cái sản phẩm mà tái hiện lại các cái dòng vintage ngày xưa, thì chúng ta cũng sẽ thấy là những cái chiếc âm ly bóng đèn như là SQ38U này đúng không ạ? Hoặc là Lacman LX32U này, mới đây nhất thì cũng có là Lacman LX380 này đúng không ạ? Thì cái sản phẩm của ngày hôm nay thì không phải là một cái chiếc âm ly bóng đèn các bác ạ. Nhìn thì rất giống với lại những chiếc âm ly bóng đèn, nhưng mà thực chất thì đây thì sẽ là một cái chiếc âm ly bán dẫn các bác nhá. Với Lacman L305 đấy, thì cái sứ mệnh của L305 được sinh ra là để tái hiện lại các cái dòng sản phẩm của những cái năm thập niên ngày xưa đúng không ạ? Theo cái kiểu dáng vintage, và với các bác yêu thích cái hình thức của những chiếc âm ly bóng đèn mà lại vẫn, tức là mình chưa có cái kinh nghiệm sử dụng các cái âm ly bóng đèn đúng không ạ? Hoặc là sợ là dòng âm ly bóng đèn thì sử dụng bị nóng quá rồi thì rất khó để thay bóng, nhưng mà chúng ta lại yêu mất cái sự vintage rồi đúng không ạ? Thì đây là một cái sản phẩm mà lại đáp ứng được hoàn toàn cái điều đấy các nhá. Thì đây là một chiếc âm ly bán dẫn thì được hãng phát triển vào những cái năm 2012 đúng không ạ? 2012 thì mới đi thôi, và cái sản phẩm này thì được hãng sản xuất năm 2013, vì vậy mà nó còn rất là mới đúng không ạ? Thì các bác sẽ thấy là với L305 thì hãng cũng sử dụng vào đây những cái mạch của ngày xưa đúng không ạ? Như là ODB này, hay là mạch CSSC này, đều là những cái mạch mà làm nên cái tên tuổi cho cái hãng Lacman này đúng không ạ? Mang lại một cái chất âm rất là hay. Và vừa rồi thì các bác sẽ thấy là ghép với lại cái dòng loa Uxell đây, cái dòng loa đến từ đất nước Ý đúng không ạ? Lacman thì có một cái điểm là cũng khá là hay, ghép với lại các cái dòng loa châu Âu thì cực kỳ là hay các bác nhé. Một cái chất âm rất là dày dẫn, rất khò khè, rất là dài cao lên, rất là hay đúng không ạ? Đấy, thì cái chiếc âm ly này thì có một cái công suất là 50W với trở kháng là 8 ohm trong một kênh. Chúng ta nhìn vào cái công suất thì với 50W thì cũng đánh giá rằng là đây là một chiếc âm ly khá là yếu, nhưng mà không phải các bạn. Không phải, khi mà chúng ta ghép vào các cái dòng loa thì chúng ta sẽ thấy được là cái công suất nó không có quá là quan trọng ở đây đúng không ạ? Tiếng thì chúng ta cũng đã được nghe rồi đúng không ạ? Em chỉ vặn volume đến tầm 9 giờ thôi là đã rất là mạnh mẽ rồi đúng không ạ? Không có cái gì là đuối ở đây cả đúng không ạ? Rất là hay, tiếng rất là hay. Đấy, thì Lacman L305 thì các bác sẽ thấy là một kiểu dáng vintage rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, thì những cái chiếc âm ly bóng đèn, những cái chiếc âm ly vintage ngày xưa những năm 70, 80, 90 thì
những cái năm thời đó thì các bác sẽ thấy là trên những chiếc tivi thôi, đúng không ạ? Vẫn chưa có khiển để chúng ta vẫn phải vặn tay. Thì ngày đó thì họ chưa phát triển ra khiển, cũng chưa biết làm ra khiển, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm này thì lại được trang bị thêm cả khiển, đúng không ạ? Một cái khiển rất nhỏ, rất xinh, tăng giảm âm lượng cũng như là tắt tiếng đi. Đấy, thì cũng là lợi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Một cái mà họ phát triển, họ thêm vào cho chúng ta để chúng ta dễ dàng hơn ở trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng, đã phải chạy đến tận nơi thì có thể mới tăng to nhỏ được, đúng không ạ? Đấy, một cái chiếc Omni mà rất hay, gần như là nó hội tụ đủ các yếu tố, như là vừa có yếu tố vintage này mà vẫn vừa có những cái các cái công nghệ kỹ thuật hiện đại được trang bị vào trong này, và đặc biệt là các cái linh kiện thì còn đều rất là mới, đúng không ạ? Đấy, thì sau đây thì em sẽ quay lại gần hơn để chúng ta cùng tham khảo một chút về sản phẩm này các bác nhé. Vâng ạ. Và đây thì sẽ là cái hình thức của cái sản phẩm của ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì mặt trước thì các bác sẽ thấy là được thiết kế theo một cái dạng vintage, vì vậy mà trên này thì cũng sẽ có rất nhiều các cái chức năng, các cái nút để cho các bác tinh chỉnh, đúng không ạ? Điển hình thì trên các cái đầu vào thì chúng ta cũng sẽ có được hỗ trợ cả follow này. Với các bác chơi đĩa than thì cũng sẽ tiết kiệm được một khoản cũng rất là lớn, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có các cái đầu vào như là CD cũng như Line 1, Line 2 này, đúng không ạ? Ngoài ra thì các bác cũng sẽ có thấy là trên này có rất nhiều các cái đầu để chúng ta tinh chỉnh, như là khả năng tinh chỉnh bass này, tinh chỉnh tép này, với khả năng cắt tần từ 150, 300, 600 này, đúng không ạ? Giải cao thì sẽ từ là 1,5, 3K và lên đến 6K hẹp cơ, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta cũng có một vài các cái chế độ chơi khác ở đây, đúng không ạ? Đấy, nào cắt thì chúng ta cắt tần luôn này, đấy. Mode Mono này, Monitor On này, đúng không ạ? Off. Rất nhiều các cái chế độ khác nữa. Thì chúng ta vẫn chơi được hai cái cặp loa các bác nhé, rất là hay, đúng không ạ? Như là A này, hoặc là B, hoặc là A cộng B luôn này, khả năng trên MMC, đúng không ạ? Rất nhiều các cái nút để chúng ta tinh chỉnh, rất giống với lại trên cái những cái chiếc xe mà chiếc xe ô tô đến từ cái thương hiệu Ford Mustang đấy, đúng không ạ? Rất là giống, rất là xịn. Đấy, thì bên ngoài vỏ này thì đây sẽ là một cái vỏ gỗ các bác nhé, được hãng sơn phủ vào đây. Và bên trên này thì sẽ là cái lắp nưng. Đây ạ, bên phía bên trong thì cái tăng phô cũng làm rất là lớn các bác nhá. Và các cái tụ lọc thì chúng ta đến có đến 4 cái tụ lọc ở trong này, đúng không ạ? Rất lớn, rất là mới, đúng không ạ? Đây thì sẽ là cái phía đằng sau của cái sản phẩm này các bác nhá. Máy được sản xuất năm 2013. Đấy. Em này hàng về thì lại còn đầy đủ phụ kiện, thùng xốp cũng như là các cái phụ kiện đi kèm khi mà máy nó xuất xưởng như thế nào thì đến tay chúng ta thì sẽ là như thế các bác ạ. Đấy. Với một cái mức giá thì cũng chỉ có 33 triệu thôi, rất là hời rồi, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm này các bạn, chúng ta cũng chỉ cần vặn volume đến tầm 9 giờ này thì đã cực kỳ là to rồi các bạn nhá. Đấy. Thế nên là cái công suất 50W mà chúng ta nghĩ rằng là nó nhỏ, nhưng mà thực ra này không phải là nhỏ trên cái sản phẩm này các bạn. Một cái chiếc Omni rất thiết kế rất là nhỏ gọn thôi, nhưng mà cái chất âm thì lại rất là mạnh mẽ, rất là lực, đúng không ạ? Đấy, các bác quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cũng như là nhắn tin qua Zalo, qua Fanpage cũng như trong phần mô tả các bác nhé. Và em cũng xin được dừng cái video lại tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video, và xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ ở trong cái mùa đông này các bác nhé.